Chân Dung Thục Khuê, người vợ đầu kín tiếng của nghệ sĩ nhân dân Công Lý. Nghệ sĩ nhân dân Công Lý là nghệ sĩ lận đận trong đường tình duyên. Anh từng trải qua 3 đời vợ và một số mối tình. Khác với nhiều diễn viên, Công Lý ít khi chia sẻ chuyện cá nhân với truyền thông. Anh được biết đến là người kiệm lời và thích cống hiến cho nghệ thuật kịch nói, biểu diễn nhiều hơn là lên mặt báo kể lể chuyện đời tư. Khi nhắc đến vợ cũ nghệ sĩ nhân dân Công Lý, nhiều người nhắc đến MC Thảo Vân. Nhưng trước Thảo Vân, danh hài cũng từng ly hôn, gần như chưa bao giờ người ta thấy Công Lý nhắc đến người vợ đầu tiên đã gắn bó với mình. Thông tin về người phụ nữ này trên báo cũng cực kỳ ít ỏi. Công Lý kết hôn lần đầu tiên với nhà báo Thục Khuê, công tác tại Đài Truyền hình Việt Nam. Hai người đã có với nhau một cô con gái, sinh năm 2001. Cả hai cùng chung sống với nhau một thời gian, rồi ly hôn. Nam diễn viên hầu như không nhắc gì tới hôn nhân đầu tiên của chính mình. Theo thông tin khá ít ỏi trên một số tờ báo, thì người vợ đầu tiên của Công Lý đang công tác tại Đài Truyền hình Việt Nam. Chị là người ưa nhìn, với cá tính và giỏi giang. Nguyên nhân của sự tan vỡ được cho là cả hai thường xuyên đã rơi vào tình trạng không hiểu nhau, nên họ đã kết thúc trong lặng lẽ. Tuy nhiên, cho tới tận bây giờ thì cuộc hôn nhân này đã luôn khiến Công Lý day dứt và rất thương vợ cũ rất nhiều. Hiện, vợ cũ của anh cũng đã tái hôn và họ đang có con nhỏ. Chị được đánh giá là một người tốt, chu đáo, nhiệt tình với bạn bè, hiền lành nhưng lại rất có cá tính. Về hình thức, nhiều người thừa nhận chị rất ưa nhìn, đặc biệt là khuôn mặt ấn tượng. Được biết, vợ cũ của nghệ sĩ nhân dân Công Lý hiện đang công tác tại Đài Truyền hình Việt Nam. Công việc phải đi quay khá nặng nhọc nên Thục Khuê có phần già hơn tuổi. Nhưng qua những hình ảnh mới nhất cô chia sẻ, nhiều người bất ngờ trước nhan sắc lão hóa ngược của Thục Khuê. Trong đó, nghệ sĩ nhân dân Hoàng Dũng còn để lại lời khen bên dưới ảnh của Thục Khuê, ảnh này đẹp quá. Thục Khuê và Công Lý từng có con chung, một người con là bé Kiến, tên là Thục Anh. Sau khi ly hôn, Thục Anh ở với mẹ. Hiện chị vẫn đang công tác tại Đài Truyền hình Việt Nam. Do không tìm được tiếng nói chung trong cuộc sống, nên Công Lý và Thục Khuê thường xuyên lục đục. Cuộc sống ngột ngạt khiến cả hai nhanh chóng kết thúc mối lương duyên. Nam danh hài chia sẻ rằng mình đã mất rất nhiều sau cuộc hôn nhân đổ vỡ. Cái được duy nhất của anh là cô con gái đáng yêu. Bé Kín, tên thân mật được mọi người gợi ở nhà, nhưng rất yêu thương bố, gặp ai cũng mượn điện thoại để nhắn tin cho bố đang ở đâu, bố đang làm gì. Mỗi lần nghĩ đến con, anh vẫn không khỏi tự trách mình, đã không thể cho con một gia đình trọn vẹn. Nhắc về Thục Khuê, Công Lý từng chia sẻ hiếm hoi trên truyền hình, kể về sự quan tâm của vợ đầu làm anh nhớ mãi. Công Lý nói, tôi hay thích những cuốn thơ, chính Thục Anh là người hay gửi cho tôi những tập thơ mà tôi rất thích. Những ngày gần đây, tôi vẫn đọc lại. Trước khi quen bạn gái kém 15 tuổi, cô Đẩu Công Lý từng trải qua 3 cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Trong đó, cuộc hôn nhân với MC Thảo Vân, người vợ thứ hai, là được dư luận chú ý nhất. Sau 5 năm gắn bó với MC Thảo Vân, ở lần kết hôn thứ hai, Công Lý ly hôn và hiện vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp bạn bè. Sau đó, anh kết hôn lần 3 với một người phụ nữ xinh đẹp làm ở lĩnh vực ngân hàng. Dù không tổ chức đám cưới, nhưng cả hai đăng ký kết hôn và cũng sau 5 năm, cả hai đường ai nấy đi. Ngoài công việc, chị cũng dành thời gian để uốn nắn các con, đi du lịch. Nhìn loạt ảnh Thục Khuê chia sẻ trên trang cá nhân, có thể thấy được phần nào cuộc sống bình yên của chị ở thời điểm hiện tại. Nói thêm một chút về nghệ sĩ nhân dân Công Lý cho những ai chưa hiểu rõ. Nghệ sĩ nhân dân Công Lý, tên đầy đủ là Nguyễn Công Lý, sinh ngày 16 tháng 10 năm 1973. Là một diễn viên hài kịch, danh hài, nghệ sĩ nhân dân. Anh được biết đến nhiều nhất trong các vai hài trong Gặp Nhau Cuối Tuần và đặc biệt là vai diễn Bắc Đẩu trong Gặp Nhau Cuối Năm. Anh được nhà nước Việt Nam phong tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân trong đợt phong tặng năm 2019 cho những cống hiến cho loại hình kịch nói. Ngoài ra, anh còn được biết đến qua các vai diễn khoái trong bộ phim truyền hình dài tập Gió Làng Kình, vai Hỏa trong vở kịch Điện Thoại Di Động, vai trưởng phòng trong chương trình Ơn Giời Cậu Đây Rồi. Anh từng đoạt huy chương vàng tại Hội diễn sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc năm 2009. Hiện tại, anh đang là phó giám đốc của nhà hát kịch Hà Nội. So với rất nhiều diễn viên cùng thời lúc bấy giờ thì sự nổi tiếng của Công Lý khá sớm. Anh được công chúng đón nhận qua nhiều bộ phim khác nhau, dần dần khả năng diễn kịch của anh là được công chúng yêu thích hơn cả. Chẳng khó khăn để có thể tìm được một vài vai diễn mà Công Lý tham gia bằng cách gõ từ khóa trên Google. Video của mình tới đây thôi, hy vọng đã mang lại cho các bạn những thông tin bổ ích. Hãy bình luận ý kiến riêng của mình ở phần comment ở phía dưới nhé. Và đừng quên bấm like và đăng ký kênh để ủng hộ. Xin chân thành cảm ơn, chúc các bạn có một ngày thật là vui vẻ, tràn đầy năng lượng và luôn luôn giữ gìn sức khỏe. Xin cảm ơn.